Dạ, em xin chào anh Bằng, chào anh em mới gặp lại. Rồi, ok. Dạ, như thế này đi, hôm nay nói chung hổm rày thì cũng bận công chuyện làm cách nhà cho người ta tết nhất rồi đó, rồi với lại thứ hai là cái diễn đàn trong nước có một số cái anh em mấy người ta ít có lên, bữa nay lên gặp anh rồi chia sẻ được vấn đề mà hồi nãy anh nói là chống lại luận điệu xuyên tạc phản động, em mừng lắm. Đúng rồi. Thì hôm nay cũng 22 tháng 12 nè, tụi em muốn cựu chiến binh đồ ở Long Xuyên cũng gom lại ôn truyền thống đồ, cũng có nhậu đồ vui. Rồi cái thời gian sau này em có theo dõi bên Y Trương với lại Tinh thần. Tân Thái, em cũng chờ, em cũng thấy mấy cái người đó họ họ không hiểu như thế nào. Anh thì anh rành về cái lĩnh vực mạng hơn em, mà tại sao họ kêu gọi biểu tình đồ toàn ngay những ngày lễ, những ngày mà quân đội lực lượng vũ trang họ cắm trại trực chiến 100%, thì vừa rồi kêu 22 tháng 12 đây Mà mà em mùng 2 thấy tháng 9 là những ngày thứ bảy chủ nhật mà nó kêu gọi ngày nào thì nói chung là thứ nhất là nó kêu gọi vào những ngày lễ và những ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà nói chung là ngoài cái chỗ ngày mùng 10 và ngày 11 ra thì là những cái ngày sau này thì nó có kêu gọi những người dân mình, đâu ai nghe chúng nó đâu, vì dạ chúng chắc nó chắc luôn luôn đúng rồi nói xin không, mời. tức là người dân bây giờ họ cũng cũng hiểu được rồi, họ hiểu được là những cái thành phần xuyên tạc. Giống hôm hổm em coi đá banh, anh coi em coi Việt Nam giữa cái cúp Suzuki đó, em coi vừa xong là em với mấy đứa con rồi chuẩn bị lên xe đồ đi ra ăn mừng, thì em thấy livestream của Tân Thái với lại cái gì nhỏ gì mà nó ở trần ở chuồng đó, con nhỏ gì đó Hoàng Trúc Lê, Hoàng Trúc. anh coi nó lên nó nói ngay lập tức là nó xuyên tạc, mà nó xuyên tạc cái đó là nó đúng là nó quá ngu, ngu đến nỗi không còn gì để ngu bằng đó, Chào Hoàng nó xuyên tạc liền, nó nói Trung Quốc đưa tiền cho Việt Nam để mua trọng tài trái banh liệt vị, Trúc. chứ anh em mình ai không coi trái bóng đó đó, cái đó là cái nó quá ngu. Từ cái chỗ đó nó xúc phạm tới đảng tới nhà nước thì cũng còn một số thành phần giống anh em mình, còn nó xúc phạm tới cái Trên hỏng lòng tự mà tôn dân tộc của là những người tự tôn dân. dân tộc, rồi yêu thể thao yêu bóng đá nữa Đúng rồi. là nó chết liền. Nó từ cái những cái điểm đó đó cho nên nó bị mất lòng dân, không còn ai tin tưởng tụi nó nữa anh. Nó quá ngu. Ngu đến độ như vậy, đến độ như vậy. Thì em thấy thì bây giờ thôi anh em mình thì cũng có cái tiếng nói yêu nước, cũng lên diễn đàn cũng bàn chuyện này chuyện nọ vậy đó. Nhưng mà em cũng không còn quan tâm tới cái tụi nó nữa. Gần như là mỗi một lần diễn đàn của bên Ni Trương với Tân Thái mở lên thì cũng chung quy có bao nhiêu đó thôi, có bao nhiêu những cái người mà giấu mặt đưa lên đó, không có ai khác nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngu đến độ mà chưa chắc gì những người giấu mặt đó mà đưa lên mà là phe nó, mặc dù giấu mặt đưa lên nói xấu đất nước luôn, cũng có thể là những người an ninh, cũng có thể là những người để dụ dỗ nó để chuyện này chuyện nọ, nhưng mà nó không biết, nó tưởng vậy là nó hay, nó cứ làm tới hoài vậy đó. Cho nên là em thấy tụi này nó không có cái đầu, nó chỉ biết nói để được cái gì thì được, nhưng mà cuối cùng nó cũng không được cái gì. Anh nghĩ 22 tháng 12 này, ngày mai này mà nó ra mà mới dám ra, nó chống không, nó sống cái đường nào mà nó sống 22 tháng 12. Đặc biệt anh biết không đó, là hồi nãy cũng nhậu với mấy anh em vệ binh ở tỉnh đội, hiện bây giờ đã kiểm soát quân sự đã ra đường cùng với cảnh sát giao thông với cùng với cơ động. Đúng rồi. Vì những ngày lễ này thì theo quy luật nhé, theo quy luật là mình coi như là đảm bảo vấn đề an ninh rất là chặt, ví dụ trong ngày 22 tháng 12 hoặc trong ngày ví dụ lễ Quốc khánh chẳng hạn, ngày 30 tháng 4 đúng không, thì theo quy luật thì mình cũng đảm bảo cái vấn đề an ninh rất là chặt. Ý thứ hai là thấy là bây giờ như thế này, biết là ví dụ chúng nó xuyên tạc rồi, ví dụ như cái trình độ như anh em mình thì mình không nói làm gì đúng không, nhưng mà ở dân mình cũng còn một số nhé, cũng rất nhỏ thôi, cái trường hợp kiểu người ta cũng không nhận thức được vấn đề xã hội, vấn đề chính trị, cho nên là chúng nó kiểu nhiều khi chúng có tuyên truyền một, tuyên truyền hai, tuyên truyền ba, nhiều khi nó lại rơi vào đầu của những người ta cứ tưởng những điều đó bán tính bán nghi như là thật, thành công là người ta có một cái nhận thức nó cũng không tốt, đó là chúng nó chỉ đánh vào đầu được những cái kẻ đó thôi, còn ví dụ Thành như anh phần em nhỏ, mình đúng không, thành phần nhỏ thôi. thành phần nhỏ trong xã hội đa số là thành phần phạm tội, thành phần ba cái vụ đất đai này nọ đồ này nọ đồ, với thành phần đó thôi.
đúng rồi, hoặc là những cái thành phần ví dụ là muốn ngồi mát ăn bát vàng mà, tức là lười lao động, dạ, nhưng muốn hưởng thụ đó. Dạ đúng rồi. Thì cái nhân dịp cái 22 tháng 12 này là ngày thành lập quân đội, thì cũng xin gửi lời nói trên diễn đàn của anh, nếu có anh em nào cũng bộ đội như em xuất ngũ, hoặc là bộ đội có tham gia chiến trường ca, hoặc là có tham gia có đi nghĩa vụ nhưng mà nằm ở các tỉnh có biên giới, thì cũng là cựu chiến binh, thì mình nên vững lòng tin là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải cần có cái sự đoàn kết nội bộ, anh em mình yêu nước thì có gì không phải, thì mình nên cố gắng là ngon tiếng ngọt nhỏ nhẹ để mà nhằm mục đích là tập hợp cái khối đoàn kết của anh em yêu nước ở trong nước lại, để mà ví dụ như mình... là đập tan cái luận điệu xuyên tạc của cái bọn sống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy sông nước. Mình nói chung là bây giờ mình dùng hình thức vũ lực các thứ không được, thì chúng nó lên không gian mạng này chúng nó xuyên tạc, thì mình dùng cái kiến thức của mình, lòng yêu nước của mình bảo vệ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để mình phản biện và đập coi như là tan cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó, để cho những người dân người ta hiểu. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là nói chỗ là giống như là một cái chính trị viên của đơn vị gì đó, anh em nào là bộ đội, anh em nào của chiến binh thì nên tập hợp cái lòng đoàn kết của anh em lại, chứ đừng có nên một số vấn đề nó cũng không tốt, em cũng nhìn nhận em thấy, thì cho nên là nhân 22 tháng 12 này em cũng nói trên diễn đàn này là chúng ta phải cần tập hợp cái khối đoàn kết yêu nước của anh em trên cộng đồng mạng lại, nếu có gì mà nó sai quan điểm đường lối thì mình nên tìm cái kênh cá nhân để mình gặp nhau mình xây dựng, đó là tốt nhất. Còn mỗi một người một tiếng nói trên cộng đồng mạng, cứ nói đúng, nói đủ, nói đúng về cái đất nước mình, về phát triển đất nước mình, về cái đường lối lãnh đạo của đảng, của nhà nước mình, nhằm mục đích là đưa đất nước mình càng ngày càng phát triển hơn, thì cứ nói. Cũng có một số anh em yêu nước nhưng mà nói hơi quá hoặc nói hơi thiếu thì thôi không sao, cái đó là kiến thức mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái quan trọng nhất là để cái khối đoàn kết anh em mình đừng có bị chia rẽ, là cái đó được, cái đó là rất là mừng nữa, nó cũng là mong muốn chung của mọi người nha. Nó là vậy. Còn riêng anh em tụi em thì lúc nào cũng giữ lòng tin, lúc nào cũng giữ vững lập trường, không sa ngã. Đúng rồi. Trong bất kỳ một trường hợp nào cũng không sa ngã. Đó, thì thể hiện lòng yêu nước đơn giản nhất là mình sau khi mình về rồi mình cũng cố gắng làm ăn, lo cho gia đình rồi, và mình thực hiện đúng cái chủ trương chính sách của nhà nước, thực hiện đúng cái pháp luật của nhà nước, như thế là yêu nước rồi. Đúng. Nhưng mà mình cũng đặc biệt một điều, mình cũng hoàn toàn phải tin tưởng vào đường lối chính sách, tin tưởng vào chủ trương. Mặc dù có những cái một số người họ còn mơ hồ, nhưng mà riêng bản chất của bộ đội thì phải tuyệt đối tin tưởng và phục tùng cấp trên. Đó, như vậy là mới đúng. Đó, theo anh mà vậy, bất cứ đường lối chính sách nào của đảng nhà nước đưa ra thì phải tuyệt đối phục tùng. Đó là vậy anh. Rồi. Dạ. Hôm nay nhậu nhiều quá, kể chuyện nhiều vui anh. Có mỗi người kể một câu chuyện. Không, bây giờ này thế được rồi, thì có gì bạn cứ có cái chuyện gì mà bạn kể đi. Dạ. Đó lúc thì ở trên đó hình như công môn Chư Bư. Đó anh biết dép Lào á. Dạ. Nãy kể lại cười dép Lào á. Là đeo dép Lào là im mà đó nghe, bạn quần riêng dép Lào là ngon đó. Có một bạn nó ra suối lấy nước với em. Mà nó chợt trên nó té cái giò nó rách đứt luôn. Nhưng mà nó chờ ngồi vậy đó, bình đưa mày kiếm tao đeo dép Lào, đeo dép Lào tao mắc rồi. Nó trời ơi trời, mày đứt giò mày không lo lên đừng về đi vậy băng. Đúng không? Tao đứt tao còn lành được. Chứ đôi dép Lào nó đứt quay cái tao không có tiền mua. Đôi dép Lào là đôi dép phẳng vàng á, mỏng vàng vàng. Rồi đó anh, cũng nhiều chuyện vui lắm. Nhưng mà thôi hôm nay em cũng lên diễn đàn anh được, thì em cũng chúc mọi người cũng gần hết năm mới rồi. Thì gần hết năm cũ rồi, thì năm cũ bước sang năm mới mọi người có nhiều cái niềm vui, nhiều cái hạnh phúc. Đặc biệt là chúc anh em yêu nước của mình trên cộng đồng mạng hãy nghiên cứu về sách vở hoặc là trên mạng cũng được, thật nhiều kiến thức để mà mình nói cho đúng, mình bẻ được cái luận điệu xuyên tạc. Cái thứ hai nữa là rất mong anh em trên mạng đoàn kết lại
là phe nhà thì có gì thì bỏ qua, còn phe địch thì quyết tâm chiến đấu tới cùng. Chúc sức khỏe mọi người. Rồi, rồi xin cảm ơn Trần Hòa Bình. Rồi xin cảm ơn dạ, bạn. Dạ, dạ.